Xin chào mọi người, kênh này không phải là kênh môi giới. Số điện thoại chủ nhà nằm ở đây nè, em chúc mọi người xem clip vui vẻ. Căn nhà ngày hôm nay nằm ở đường An Bình bên quận 5. Xung quanh nhà mình có một số tiện ích như là cửa hàng tiện lợi Family Mart, phòng khám đông y, bệnh viện An Bình, bệnh viện quân y 7A, cửa hàng thực phẩm Vistan, bệnh viện Nguyễn Trãi, cửa hàng Bách Hóa Xanh, ngân hàng Sa Cơm, trường Đại học Sài Gòn, con đường thời trang Nguyễn Trãi. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 77/27 đường An Bình, phường 6, quận 5 nha mọi người. Thì đây là cái đường trước nhà của mình nè. Là đường trước nhà mình là đâu đó chạy được khoảng 3-4 chiếc xe máy nha. Và chúng ta cách mặt tiền đường chỉ khoảng 50m là tới thôi. Thì thông tin của nhà như là diện tích, kết cấu và giá cả em để bên góc trái video nha mọi người. Thì hiện tại là ở trong nhà đang có nuôi 1-2 con chó đó, nó sủa rất là nhiều. Cho nên là bây giờ là em sẽ không thu tiếng nữa mà em mời mọi người xem nhà nha. Tiếp theo là khu vực lầu 1 nha mọi người. Thì ở ngay phía bên trái á, sẽ là khu vực nhà vệ sinh nha. Đây là cái nhà vệ sinh bên tay trái nè. Nhà vệ sinh là lót gạch hết toàn bộ luôn, nên nhìn rất là sạch sẽ luôn rồi, thấy không? Ở đây chúng ta có thêm một cái giếng trời nè mọi người, để lấy ánh sáng cho cái nhà của mình nha. Rất là thoáng luôn mà, thấy không? Rồi đây là cái khu vực phòng ngủ ở trên lầu 1. Mọi người ơi, khoan rời đi, nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh em nha. Em cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý.